Xin chào các bạn đến kênh YouTube của Sốt Xe 88. Trong video Sốt 88 tiếp tục là một video so sánh hai loại đèn trước siêu sáng, đó là đèn Marklight, giá được từ tại Sốt 88 bán là 170.000, và loại thứ hai là loại đèn siêu sáng V2 bằng nhôm, giá được từ 88 bán sale là 250.000. Thì rất là nhiều bác đã lăn tăn không biết là hai loại đèn này loại nào tốt hơn, như độ sáng và độ chống nước này là tốt hơn. Thì hôm nay em sẽ làm một video so sánh cũng như là cho bác xem hai loại đèn này có gì hot mà rất là nhiều bác yêu thích. Thì bác nào có nhu cầu mua phụ kiện như là mua xe đạp được alo trực tiếp online 0933 522 186 để đặt hàng phụ kiện cũng như là xe đạp bên em, hoặc truy cập website xe đạp 88 bên em để em có thể lựa chọn các mẫu xe cũng như phụ kiện và bác có thể chọn lựa. Đây là hai chiếc đèn trước siêu sáng, bây giờ em sẽ bóc từng chiếc ra một. Đầu tiên sẽ bóc chiếc đèn trước 170.000. Thì chiếc đèn trước 170.000 thì thiết kế đó là vỏ của nó là bằng nhôm, còn nắp sạc bằng nhựa, dây là dây chun cao su, chun cao su có thể kéo ra kéo vào, dán tốt cho loại một loại ghi đông, có thể ghi đông dẹt to có thể nắp được. Thì loại đèn này có 4 chế độ. Đầu tiên đó là chế độ sáng hẳn này, sáng vừa này, nháy này và nháy chậm chậm. Các bác ấn phần nữa là về chế độ tắt. Thì loại này rất là tiện, tiện cho những bác nào thích cái dòng kiểu đèn nó gọn nhẹ, có thể cầm đi được buổi tối để soi sáng ở trong nhà thì dùng đèn này. Ngoài ra đèn này có thể chống nước ở trời mưa nhỏ nhỏ có thể chống nước được, trời mưa to thì em thật phải là điện thoại chống nước chả chịu được. Thì đèn này các bác cứ sạc 1 tiếng có thể dùng được tầm 3 đến 4 tiếng, pin của nó rất là tốt. Đây là sạc đây, các bác dùng sạc đằng sau đây. Đây các bác cắm trực tiếp vào cổng điện thoại USB. Đây các bác có thể cắm trực tiếp vào cổng điện thoại. Đấy, và các bác cắm mắt sạc là xong. Đấy, đây là chiếc đèn trước siêu sáng sạc USB Marklight. Okay. Tiếp theo đó là chiếc đèn V2. Đây đèn V2 thì các bác xem này. Đây là đèn phun nhôm. Con này phun nhôm. Đây là cái nãy đế của chiếc đèn là đỡ đèn ở trên ghi đông, dây sạc, dây kết nối sạc. Thì đèn này các bạn có thể xem độ sáng này, nó là đèn B2 vì nó có hai bóng đèn, kia có một bóng đèn thôi. Vâng. Đây, sáng của nó này. Con này có 4 chế độ, sáng vừa, nháy và nháy chậm chậm. Thì hai chiếc đèn này thì các bạn để ý chiếc đèn này nó có hai bóng đèn, còn chiếc này chỉ có một bóng đèn thôi, nên khi độ sáng thì chắc chắn chiếc hai bóng đèn sáng hơn. Đây các bác thấy, đây em bật độ sáng lấn át hẳn cái đèn Marklight luôn. Và thứ hai là dòng đèn này bằng nhôm, nó chống nước tốt hơn. Các bác có thể soi xem đây nha. Đây chế độ bình thường cơ bản nhất này, rất là sáng luôn, chiếc này rất là sáng luôn, thấy sáng xa, còn hai pha nhìn nó rộng, cái góc chiếu của nó khi chiếu đằng trước thì nó rất là rộng. Đây các bác xem này. Đấy, chiếc này chỉ chiếu ngắn ngắn hơn một chiếc này so nên nó rất là rộng. Đây có thể xem cho chiếu vào tường. Đây chiếc đèn Marklight này, đấy, khi chiếu vào tường nó rất là hẹp, nhưng mà khi chiếc đèn hai pha chiếu vào, đây các bác xem trinh này. Đấy, ngoài ra thì chiếc đèn B2. Chiếc đèn B2 này thì cái chống nước nó tốt hơn, và thứ hai là thì lượng pin nó trâu hơn. Pin con này thì dùng 16 tiếng, sạc 2 tiếng thì dùng 6 tiếng. Và đây, nắp sạc đây. Về tổng thể thì hai chiếc đèn này có ưu nhược điểm đó là chiếc này thì gọn nhẹ, tiện lợi thì đút vào túi quần, chiếc này thì nó to hơn một tí. Và thứ hai đó là chiếc này thì có thể dùng cắm sạc trực tiếp vào cục sạc luôn, còn chiếc B2 này phải dùng dây lối. Thứ ba đó là về độ trâu của pin thì chiếc đèn B2 sẽ đi để cho bạn pin nó tốt hơn và góc chiếu rộng hơn. Đấy là những ưu điểm của hai chiếc đèn này. Thì bác nào có nhu cầu mua phụ kiện đèn trước siêu sáng, nhất là những cái bác mà hay đi buổi tối và đi đạp sáng sớm thì rất là cần đèn trước siêu sáng, thì các bác có nhu cầu mua những dòng đèn này thì alo trực tiếp online 0933 522 186 để đặt mẫu đèn này, hoặc truy cập website xe đạp 88.vn để biết thêm thông tin chi tiết về mẫu đèn này.
Em có đầy đủ tất cả các phụ kiện nhé, kể cả khóa này, đèn này, túi mũ, chân chống, chắn bùn. Các bạn nào nhu cầu mua phụ kiện alo trực tiếp hotline 0933 522 186 để đặt hàng. Cảm ơn các bạn đã xem video.